làm theo ý ông thôi chứ sao giờ. Rồi, mau theo ta đi tìm tên kia. Nè, hắn vừa chết là mượn xác liền. Vậy nha, đi. Quỷ sai gì làm ăn sống nhăn, bắt hồn cũng bắt lộn nữa. Ngàn năm tao đi làm chính hết, chỉ lần này làm sống nhăn thôi. Lần này mà tại sao là tôi chứ? Tao xin lỗi rồi. Xin lỗi là xong hả? Lâu lâu làm sống lần thôi. Hey, hey, đó 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 kìa, tên cướp kìa. Đâu? Đúng rồi, tên cướp, tên đốt chọn đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, ừ. Thế nào, hắn cũng chết à? Ủa, sao tự nhiên hắn chết? Ủa, sao tự nhiên hắn chết? Hắn nhậu say, quá gây lộn với người ta. Rồi sau đó, hắn bị người ta đâm chết. Ờ, sao ông biết hay vậy? Ờ, chuyện này ta thấy hoài à. Đó, 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 đó. Thôi, tôi xin phép tôi về trước. Tránh ra. Đi, không biết nhìn á. Lui ra căng thẳng vậy là đúng rồi. Cái lộn đi. Mày là thằng nào mà dám cản đường của tao? Tao lộng nổi mày á. Mày là thằng chó. Đó, thấy chưa? Hắn gây. Rồi sao nữa? Hắn móc dao rồi. Mày cản xong rồi. Thôi. Mày hù tao hả? Tao muốn chết nè. Bộ đi tôi lại muốn đánh muốn giết. Vậy giờ mày muốn sao? Vô. Còn ngon á, tao chán sống rồi nè. Ngon thì nhào vô giết tao đi. Mày thích tao không? Mày giảm không? Giờ sao? Đó đó, thế nào cái thằng bên kia cũng giận dữ. Nhào vô, bẻ ngược tay nó, đâm vô bụng nó. Bẻ đi, cầm con dao. Bẻ. Tao đứng đi chờ tụi bay. Thôi, không muốn cái gì mà. Bây giờ mày muốn cái gì? Thôi, bỏ đi. Trời ơi, thôi mà. Bẻ đầu tôi hết. Tao ơi mày. Trời ơi, năn nỉ mà. Thôi đừng có phá. Trong lúc quỳ lại, thằng cướp cầm con dao, đâm ông. Nó đã đâm trật tay. Thằng cướp, tự là thằng cướp. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi. Cậu làm ơn đi cậu ơi. Tôi năn nỉ cậu mà, làm ơn đi mà. Làm ơn cho tôi buôn bán đi cậu. Nó năn nỉ cậu mà. Cậu ơi. Tôi lại cản tôi chứ. Còn hai người đó làm sao? Chắc cũng đi luôn đó. Không muốn gì nữa, đi về. Rồi, đi về. Sao ông nói chắc chắn hắn chết? Trước sau gì hắn cũng chết à? Trời ơi, trước sau gì nữa, bây giờ tôi biết nhập xác ai đây? Thì đi theo hắn, để hắn chết rồi nhập xác vô. Đi theo nữa hả? Tôi mệt mỏi quá rồi, trời ơi. Yên tâm đi, số hắn tới số tận rồi, trước sau cũng chết hả? Trước sau gì nữa, làm ăn sống nhăn. Ngàn lần, điều chính, chỉ có lần này sống thôi. Ta biết lỗi của ta rồi mà. Biết lỗi là xong đó hả? Thì lâu lâu ta bị tổ trác lận á mà. Trời ơi, mệt quá mà. Hắn kìa, hắn nhậu hồi, trúng gió cũng chết à. Hay là sai quá, tự lấy dao đâm mình luôn á. Từ, chờ chút cũng chết à. Làm gì vậy? Tao cướp đây. Cái gì? Đưa tiền đây. Hắn cướp. Đúng rồi. Hắn sẽ bị tên cướp đó cầm con dao đâm vô bụng hắn. Cả đời làm cướp, cuối cùng cũng bị chết bởi một thằng ăn cướp. Đưa tiền đây. Mày nói cái gì? Không đưa tiền, tao đắm mày bây giờ. Tao nói cho mày nghe, số mày xui lắm. Mày mới gặp gây tao. Tao cũng là thằng ăn cướp nè. Mày không nói nhiều nữa, đưa tiền đây. Tao chỉ là thằng ăn cướp nghèo, tao không còn tiền bạc gì hết. Mày giúp tao một mày chuyện được không? Mày nhớ mà, tao đắm mày bây giờ á. Mày ghét tao đi. Mày đắm tao chết đi. Đúng rồi đó, đắm đi. Hắn vô đắm kìa, đắm đi. Đồ khốn. Giết tao đi. Hắn vẫn chưa chết kìa. Thì nó vẫn chưa chết. Xong nó chắc chắn nó chết. Thì chắc chắn nó chết mà. Số nó tận rồi. Tin ta đi. Tin ông rồi giờ sao? Hắn đi rồi kìa, hắn đi rồi. Giết tao đi. Đi theo đi, trước sau giờ hắn cũng chết nè. Số của hắn tận rồi. Đi theo tới bao giờ nữa? Là bạn sống nhăn. Rồi bây giờ sao nó chết? Thì đợi tới lúc nó chết đi mới biết tại sao nó chết được. Bây giờ hỏi ta sao tao biết? Vậy mà ông nói cái gì không biết? Thì tao biết nó sắp chết thôi. Chưa chết kìa. Dạ đâu? Mẹ đâu? Mày điếc rồi hả? Sao ông trả lời vậy? Khi dễ thằng này hả? Dạ đâu? Mẹ đâu? Chết hết rồi hả? Chết hết rồi hả? Hay là bỏ trốn rồi? Sợ tôi liên lụy hả? Chắc là cha mẹ hắn sợ quá nên bỏ nhà đi luôn rồi. Đúng là cái tên bất hiếu mà. Nên số hắn tận là đúng rồi. Sống hắn cũng đâu có giúp ích gì được đâu.
Bây giờ còn sống trên đời để làm gì? Không còn ai thân thích hết. Thôi, chết luôn đi. Sống là gì cho chật đất. Chết luôn đi. Chết đi. Hey, hắn muốn chết. Ây chà, thế nào hắn cũng chết à? Sao lâu vậy? Chờ chút đi, chờ chút nữa thôi, hắn chết à? Tôi đi chết. Tôi chết. Đó. Muốn chết. Hắn sắp chết rồi đó. Tôi muốn chết. Làm sao mà chết được đây? Đó. Đó. Đó đó. Hắn tháo cái cây trên nhà xuống. Hắn đập đầu hắn. Hắn chết à? Tôi phải chết. Ý. Tao lộn. Không phải cái cây. Mà là sợi dây. Hắn cầm sợi dây rồi kìa. Cầm sợi dây. Tôi phải chết. Sợi dây thường to lắm. Lần này chắc chắn là chết rồi. Phải chết. Đúng rồi. Quan hệ lắm, một lần là dính ngay. Thấy chưa? Số chết. Tôi phải chết. Lần này ông chắc chắn là hắn chết đúng không? Chết chắc luôn nè. Đó, đứng lên nè.